Đại án Vạn Thịnh Phát phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với Trương Mỹ Lan. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, sáng nay 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tuyên án vụ án Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án trong một ngày. Trương Mỹ Lan chi phối SCB. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, hội đồng xét xử nhận định lời khai tại tòa của đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với người làm chứng, người liên quan và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định Trương Mỹ Lan là chủ của hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, căn cứ vào tài liệu và lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa thể hiện bị cáo Lan là người sở hữu thực sự và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư về việc thực tế bị cáo chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và hai người con gái. Quá trình điều tra, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên dùm Trương Mỹ Lan. Cũng theo hội đồng xét xử, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần. Theo quy định của pháp luật, quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số đông cổ đông biểu quyết thông qua. Vì vậy, việc chiếm trên 91,5% cổ phần tại SCB nên Trương Mỹ Lan thực tế đã chi phối và thực chất điều hành toàn bộ hoạt động tại ngân hàng này. Tòa nêu quan điểm về tội danh Trương Mỹ Lan. Theo hội đồng xét xử, toàn bộ hành vi của Trương Mỹ Lan trong 10 năm qua đã phạm tội tham ô tài sản, nhưng trước năm 2018 chưa xử lý tham ô tài sản đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Vì thế, Viện Kiểm sát đã truy tố bị cáo ở hai tội danh, ở hai giai đoạn trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 là phù hợp. Vì thế, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng việc xử lý hai tội danh đối với bị cáo Lan là bất lợi cho bị cáo. Bị cáo đã chỉ đạo tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức cho 304 khách hàng vay 368 khoản, còn dư nợ tổng số tiền hơn 132.000 tỷ đồng, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo nên xác định hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 64.600 tỷ đồng sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay trên 67.600 tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo tạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để rút và chiếm đoạt tiền của SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, các khoản vay này còn dư nợ gốc hơn 415.600 tỷ, dư nợ lãi là 129.300 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan phạm tội tham mô tài sản theo quy định tại điểm A, B, khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng. Dư nợ gốc và gây thiệt hại 129.000 tỷ đồng là lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên. Đến 11 giờ, hội đồng xét xử vẫn tiếp tục nêu quan điểm về toàn diện vụ án, trong đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với Trương Mỹ Lan. Sau khi nghe hội đồng xét xử nhận định xong hành vi của mình, Trương Mỹ Lan gây ồn ào nên hội đồng xét xử phải nhắc nhở, đề nghị cảnh sát đảm bảo trật tự phiên tòa. Khai nhận 5,2 triệu đô nhằm bảo vệ gia đình là không có căn cứ. Về hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại SCB, hội đồng xét xử nhận định quá trình thanh tra, Trương Mỹ Lan đã gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, trưởng đoàn thanh tra. Đồng thời, bị cáo đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, đưa 5,2 triệu đô cho Đỗ Thị Nhàn. Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 đô. Từ đó, Đỗ Thị Nhàn che giấu báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB để ngân hàng này không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện được tái cơ cấu. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra vì vụ lợi đã chỉ đạo lập các báo cáo không trung thực, không đầy đủ, bao che sai phạm của SCB.
Việc này dẫn đến không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng này. Tại tòa, bị cáo Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu đô nhằm bảo vệ gia đình, song hội đồng xét xử thấy lời trình bày này không có căn cứ, bởi quá trình nhận tiền của bị cáo thực hiện trong thời gian dài, nếu không muốn nhận thì bị cáo có thể không nhận tiền. Hơn nữa, bị cáo còn cho mật khẩu nhà để Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà cho bị cáo. Từ những phân tích nêu trên, hội đồng xét xử nhận định Trương Mỹ Lan cấu thành tội hối lộ, còn Đỗ Thị Nhàn tội nhận hối lộ. Quá trình xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của SCB. Bị cáo đã từng bước nắm giữ chi phối đến 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là một công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đăng ký, giao dịch đảm bảo, rút tài sản có giá trị lớn để hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt tử hình, đề nghị 4 án chung thân cho 4 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB, bao gồm bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trốn truy nã, xét xử vắng mặt, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 nhận hối lộ 5,2 triệu đô. Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù, trong đó có 15 bị cáo được đề nghị án treo. Thiệt hại của đại án Vạn Thịnh Phát là bao nhiêu? Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định Trương Mỹ Lan gây thiệt hại và sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt, nên về trách nhiệm dân sự đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB. Song để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, cơ quan tố tụng đã trừ đi các phần giá trị tài sản đảm bảo của bà Lan mà SCB đang nắm giữ. Theo kết quả định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân, thì thiệt hại của SCB còn khoảng 498.000 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, thiệt hại của SCB là hơn 677.000 tỷ đồng hay khoảng 498.000 tỷ đồng sẽ do hội đồng xét xử quyết định. Bị cáo Nguyễn Cao Chí khắc phục thêm 10,5 tỷ đồng. Trong 86 bị cáo đưa ra xét xử sơ thẩm, riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Kepler là người duy nhất không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB và không liên quan đến sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay SCB. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng sau khi bị cáo Lan bị bắt. Tại tòa, bị cáo Chí thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Chí đã vận động gia đình khắc phục hơn 761 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, cùng với bị kê biên 3 tài sản để đảm bảo bồi thường cho toàn bộ thiệt hại cho bà Lan. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Nguyễn Cao Chí 9 đến 10 năm tù. Trong thời gian hội đồng xét xử đang nghị án, vợ bị cáo Nguyễn Cao Chí cũng khắc phục thêm 10,5 tỷ đồng tiền mặt. Màn quay xe cực gắt của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, sáng ngày 11 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sáng ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác với các tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào đầu giờ sáng ngày 11 tháng 4, trong phần xét hỏi, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bất ngờ thay đổi lời khai. Sau khi về trại giam, suy nghĩ lại, tôi nhận thấy nhận thức
có sự chưa chuẩn, phần do tuổi cao, phần do rời xa công việc khá lâu. Tôi xin thay đổi lại lời khai, đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi xin thành khẩn khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân tôi để có thể sớm trở về với gia đình. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Ngay sau lời trình bày của bị cáo Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh tụng. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 4, cũng tại phần xét hỏi, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng nhiều lần khẳng định không biết mục đích vợ chồng ông Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh mang tiền đến nhà mình để nhờ vả chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận 4 lần nhận tổng số tiền là 35 tỷ đồng từ vợ chồng Đức, nhưng một mực phủ nhận cáo buộc hứa chạy án mà chỉ có mục đích giữ hộ để tìm cách giúp vợ chồng ông Đức khắc phục hậu quả. Ông Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù. Viện Kiểm sát nhận định ông Đỗ Hữu Ca đã thay đổi lời khai, thành khẩn nhận tội, nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức. Có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu như không có màn quay xe cực gắt này thì có lẽ ông Ca sẽ bị luận vào tội nhận hối lộ, thì mức án của ông có thể tương đương như mức án mà ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị tuyên phạt 18 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu đô từ Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Và bản án của các bị can trong vụ án này, ông Trương Xuân Đức, người đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để chạy án, bị đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt ông Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Vợ của ông Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Ở nhóm tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, và mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng đối với Đỗ Thanh Hoài, cán bộ dưới quyền của Đương. Các bị cáo còn lại, người cao nhất bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù, nhiều người bị đề nghị phạt mức tiền thấp nhất là 300 triệu đồng, người cao nhất là 3 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhận định vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là điển hình của lợi ích nhóm, sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Trên đây là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Khối tài sản khổng lồ của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Quý vị thân mến, nhìn lại chặng đường thực hiện về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, một trong những việc học và làm theo Bác Hồ là phải giữ gìn thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng, vì liêm sỉ là nền tảng của đạo làm người. Và câu hỏi đặt ra ở đây là với đồng lương thiếu tướng cộng với các phụ cấp khác nếu có, làm sao mà vợ chồng giám đốc công an thành phố Hải Phòng lại có khối tài sản lớn đến thế? Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca dù đã nghỉ hưu vẫn điềm nhiên bỏ túi 35 tỷ đồng để chạy án nhưng bất thành. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca, cơ quan chức năng đã phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức, sổ tiết kiệm, đứng tên vợ ông Ca và các cá nhân khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Đỗ Hữu Ca cùng vợ khai số tài sản trên có được thông qua từ việc tiết kiệm từ tiền lương, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án. Kết quả điều tra xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông này không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến tài sản này cần tiếp tục được xác minh.
Từ khối tài sản khổng lồ của vợ chồng bị can Đỗ Hữu Ca đặt ra vấn đề về quản lý tài sản của cán bộ, công chức và nhất là đối với các cán bộ có chức vụ. Với đồng lương thiếu tướng công an cộng với các phụ cấp khác nếu có, làm sao vợ chồng ông Ca có khối tài sản lớn đến như vậy? Liệu có chuyện vợ chồng ông Ca đã qua mặt được các cơ quan kiểm soát trong việc kê khai tài sản? Tương tự, việc đóng thuế thu nhập cá nhân cũng vậy, các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan đến khối tài sản khổng lồ đã không được kê khai gây thất thoát nguồn thu ngân sách. Ở nước ta thì công tác quản lý thu nhập cá nhân còn nhiều hạn chế bởi thói quen sử dụng tiền mặt cùng nhiều yếu tố thiếu minh bạch khác. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã quy định rõ cán bộ công chức không chỉ kê khai tài sản của mình một cách trung thực mà còn phải kê khai tài sản của người thân bao gồm vợ hoặc chồng, con chưa thành niên, kể cả tài sản biến động. Bên cạnh việc kê khai và xác minh tài sản của cán bộ chủ chốt thì cần được thông tin công khai để dân biết, dân giám sát. Công tác phòng chống tham nhũng của nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tích rất nổi bật, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta mới giải quyết được phần ngọn mà chưa bịt được hết những kẽ hở từ gốc rễ, tạo cơ hội cho cán bộ công chức bị suy thoái biến chất, trong đó có cơ chế kiểm soát quyền lực và tài sản. Vậy nên mới có những trường hợp như vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca sở hữu một khối tài sản kếch xù nhưng qua mặt được các cơ quan quản lý thuế gây thất thoát ngân sách. Qua câu chuyện này, chúng tôi càng thấy thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Hay theo ông Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, 10 năm nay tổng bí thư của chúng ta nói nhiều, muốn làm một người đảng viên, muốn làm một người cán bộ, trước hết phải là một con người chân chính, một con người biết trọng liêm sỉ, biết trọng danh dự. Tại rất nhiều hội nghị, tổng bí thư nói rất nhiều về danh dự. Danh dự là thứ cao quý nhất trên đời, danh dự là biểu hiện cao nhất của liêm sỉ, cũng yêu cầu cuối cùng của cán bộ, đảng viên. Chúng ta giữ chức vụ dù to hay nhỏ, dù ở trung ương hay cơ sở, trước hết phải là người ngay ngắn, con người phải chân chính, như thế mới lãnh đạo được, như thế mới thay mặt đảng để làm công việc quản trị quốc gia, quản trị xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng đang được tiến hành theo một phương thức, một cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả, trên dưới đồng lòng, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng và dọc ngang thông suốt. Đây là sự phối hợp rất cần thiết, nhịp nhàng, bài bản, đạt kết quả tốt đẹp nên duy trì theo kinh nghiệm này, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những thành tựu đạt được của chính phủ trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta. Nhân tố quyết định để chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và Nhà nước cũng như nhân dân tin tưởng giao phó. Hay như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chính vì vậy mà không thể không phòng chống tham nhũng, diệt được giặc nội xâm thì đất nước mới có thể phát triển được. Chúng tôi, những người tổng hợp chương trình này, càng thêm trân quý những giá trị mà cha ông ta đã vất vả gây dựng, trân trọng sự vô giá của hòa bình, sự biết ơn vô hạn đối với công lao của các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để đất nước có được cuộc sống hòa bình, thống nhất, hạnh phúc và phát triển như ngày hôm nay. Để có được niềm tự hào đó, để đổi lấy được độc lập, đổi lấy được tự do, thì hàng triệu những người trên đất nước Việt Nam đã phải nằm xuống trên chính mảnh đất quê hương của mình. Chính vì vậy mà chống giặc nội xâm là vô cùng quan trọng. Tổng Bí thư cũng nhắc lại câu nói, kỷ luật nhiều người như thế, lấy ai để làm việc? Câu nói này xuất phát từ một vị lãnh đạo Quốc hội trước đây và đã từng gây xôn xao dư luận. Và đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu trả lời rất rõ ràng, đó là không lo, không có cán bộ làm việc. Bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Quan trọng là phải chọn đúng cán bộ thay thế, phải làm thật chính xác, chín chắn, không được vội vàng. Biện chứng của sự phát triển này chính là tìm được người tài, quý hồ tinh bất quý hồ đa, và được nhân dân ủng hộ. Bài học dân là gốc, hay đẩy thuyền là dân, lật thuyền là dân, vẫn còn nguyên giá trị chọn người. Tổng Bí thư nói không được vội vàng, chọn đúng và sắp xếp đúng việc. Trên con đường đi lên cần loại bỏ những cá nhân cản trở, dừng lại hoặc nhụt ý chí thì công cuộc kiến tạo đất nước mới có thể đột phá, mới bền vững. Thực tiễn vừa qua là bài học, đồng thời cũng là sự chỉ dẫn cho bước đường đi lên, và nhân tài của đất nước của chúng ta chắc chắn
không hề thiếu. Vấn đề là biết phát hiện ra nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Quần chúng nhân dân luôn là tai mắt, là người lựa chọn tin tưởng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ẩn số trong cuộc chiến chống tham nhũng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tình hình đốt lò năm nay nóng quá, mạng xã hội dạo gần đây có một cụm từ rất hot, đó chính là đốt lò. Chúng tôi rất ấn tượng vì cụm từ này. Quý vị có bao giờ thắc mắc về nó hay không? Đốt lò là gì? Nó có đơn giản chỉ là đốt củi, đốt than để nấu cơm hay không? Hay nó còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào khác? Từ năm 2013, từ đốt lò được sử dụng nhiều để ám chỉ về việc chính quyền xem xét, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật của một số đối tượng quan chức, cán bộ, công quyền và sau này được mở rộng ra các thành phần khác, kể cả giới doanh nhân. Chiến dịch đốt lò được hiểu là chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô lớn do lãnh đạo Đảng khởi xướng. Mục tiêu ban đầu là phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ Đảng. Chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Hơn 10 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình chỉ đạo Ban Trung ương về phòng chống tham nhũng từ Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu sang mô hình Ban chỉ đạo thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân đã thấy được một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ. Chưa bao giờ kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta lại chứng kiến một thời kỳ nở rộ quan tham như lúc này. Phải chăng cơ chế thị trường đã cuốn một bộ phận không nhỏ vào vòng xoáy tiền tài, danh vọng để rồi sẵn sàng vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, củi tươi, củi khô hay thép hạng sang thì cũng sẽ bị đưa vào lò như hiện trạng chúng ta đang thấy. Không liêm, không sạch thì trên bảo dưới không nghe. Không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao tề gia trị quốc bình thiên hạ được? Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Những ngày vừa qua, chúng tôi khi tổng hợp những chương trình này cảm thấy rất buồn, rất đau khi đất nước đã đấu tranh bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng xương máu của ông cha ta mới có thể có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Hạnh phúc an nhàn lại khiến cho con người ta trở nên lầm lỗi, đi sai đường. Chợt chúng tôi nhớ rằng Bác Hồ từng dạy, nhiệm vụ của nhà báo là phò chính trừ tà. Câu nói của Bác có nghĩa là làm nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Bác yêu điều gì nhất? Bác chỉ trả lời, Bác yêu điều thiện, ghét điều ác. Người sợ điều gì nhất? Người cách mạng chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Điều Bác mong muốn nhất chính là hòa bình cho Việt Nam, Đông Dương và cho toàn thế giới. Chúng tôi và cả quý vị hãy là những nhà báo chân chính của Việt Nam như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Chưa bao giờ Đảng xử lý nghiêm minh và nhiều cán bộ cao cấp bị xử lý như vậy. Sự quyết tâm quyết liệt đó thể hiện ở thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cao cấp bị xử lý hình sự. Có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chia sẻ. Để đạt được những kết quả to lớn trong công tác phòng và chống tham nhũng như ngày hôm nay là nhờ vào vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo của nhân dân, báo chí, sự gương mẫu, sự quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, sự đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn. Do đó, đây là nhân tố hàng đầu quyết định đến sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó còn có vai trò cực kỳ to lớn của nhân dân, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết, không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, hàng triệu lỗ tai, cảnh giác quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu,
rất đau xót khi phải xử lý kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, nghiêm minh của pháp luật, vì niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước và chế độ, cho nên buộc phải làm. Và đây là quyết tâm rất lớn của Tổng Bí Thư, lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong việc xử lý tham nhũng, tiêu cực. Chúng ta đã nhắc rất nhiều về công tác phòng chống tham nhũng, nhưng vấn đề về đời tư của Tổng Bí Thư như thế nào thường rất ít được chia sẻ. Và làm sao để bác có thể làm được những điều như ngày hôm nay? Hãy cùng Điều Cần Biết tìm hiểu về lý lịch của bác để hiểu rõ hơn về con đường mà Tổng Bí Thư đang đi. Tổng Bí Thư không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Được sinh ra trong một gia đình bần nông, nhưng với ý chí vươn lên, học hỏi, không ngừng nghỉ, Tổng Bí Thư đã trở thành một giáo sư, tiến sĩ chính trị học, mang khả năng lý luận sâu sắc và nguồn tri thức vốn có của mình để phục vụ cho Đảng, cho nhà nước và nhân dân. Dù Tổng Bí Thư đã gần 80 tuổi và chỉ còn 19 ngày nữa là Tổng Bí Thư của chúng ta sẽ tròn 80 tuổi, cả một cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Bác từng chia sẻ, bác rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình với nhiều thế hệ phục vụ cách mạng, tham gia làm chính trị, nên từ nhỏ bác đã được thừa hưởng sự yêu thích tìm hiểu về nền chính trị và các vị lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ. Và Tổng Bí Thư của chúng ta là một người vô cùng giản dị khi chứng kiến bộ vest mà Tổng Bí Thư mặc để tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vào năm 2018 cũng chính là bộ vest mà bác đã mặc 12 năm trước, mà bác đã mặc khi còn là người đứng đầu Quốc hội. Một vị đại biểu Quốc hội từng nhận xét về trang phục của Tổng Bí Thư như sau: ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, còn lại thì bác thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo đã cũ đến sờn hết cả vai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho chúng tôi thấy phong cách ăn mặc giản dị, một tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo từng nói về Bác Hồ như thế này: Bác Hồ nghèo lắm, dù là lãnh tụ của một nước. Bác Hồ là tấm gương đạo đức trong sáng về cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Người rất ghét những hành động tham ô, lãng phí, lấy của công làm của tư, dù đó là ai, ở cấp nào. Bác yêu cầu chỗ ở cho bác khi còn ở trên chiến khu, trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui, tiện đường sang tổng bộ, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng gió, kín mái, gần dân không gần đường, lán của bác chỉ rộng bằng khoảng 2 chiếc chiếu. Kháng chiến thắng lợi trở về thủ đô, bác không về ở trong ngôi nhà toàn quyền cũ vì bác bảo, bác chứ không phải vua, chủ tịch một nước còn nghèo, chưa có quyền hưởng thụ quá mức trung bình của người dân. Bác quyết định chọn cho mình ngôi nhà của thợ điện ngày trước. Chúng tôi đã rất xúc động khi được tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù đã hơn 70 năm trôi qua sau khi đất nước giành lại được độc lập, sống trong xã hội đầy đủ mọi tiện nghi, vật chất, nhưng chúng tôi lại đang nhìn thấy bóng dáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hiện tại, ngay tại thời bình. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi, và có lẽ cũng của rất nhiều người, mới biết đến về việc người đứng đầu của Đảng và gia đình vẫn đang sinh sống tại một căn nhà công vụ nằm trên một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một tài sản của Đảng cấp từ thời Tổng Bí Thư còn làm lãnh đạo thành phố Hà Nội. Chúng tôi thật sự rất xúc động với hình ảnh này, hình ảnh mà Tổng Bí Thư nghẹn ngào mỗi khi phát biểu và nhắc rất nhiều về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các ngày lễ lớn của quốc gia, của dân tộc. Những ngày lễ kỷ niệm này, ngày thành lập Đảng hay ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy một tình cảm vô cùng quý báu, một sự kính trọng không chỉ của Tổng Bí Thư mà còn của toàn Đảng, toàn dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Giống như cảm xúc của chúng tôi khi tiến hành tổng hợp bài viết này, cũng nghẹn ngào, đầy kính trọng khi biết rằng một chính trị gia của một đất nước trong thời bình lại giản dị đến vậy, gần gũi đến vậy. Qua tấm hình chụp được khi ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, một nơi làm việc thật đơn sơ và bình dị. Căn phòng đó là nơi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hàng ngày. Nhìn qua, tuyệt nhiên không thấy tranh tượng hay những bộ bàn ghế xa hoa. Còn nếu để ý kỹ hơn, sẽ thấy cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt ở căn phòng ấy chính là sách, rất nhiều sách.
sách trên kệ, sách trên bàn làm việc. Trên tường có một bức ảnh Bác Hồ. Đúng là một căn phòng bình dị. Với cương vị đảm nhiệm ba chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng bác vẫn sử dụng xe công vụ, vốn là chiếc xe Toyota Crown cũ đời 1998, có tuổi đời 26 năm. Chúng tôi đang thấy một người học trò cực kỳ xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây, mảnh đất hình chữ S yêu dấu, nơi ghi nhận sự hy sinh xương máu của cả dân tộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc của Tổng Bí Thư khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Tại sao trong thời đại này, ở vị trí này lại còn có một người bình dị đến vậy? Phòng làm việc của một Tổng Bí Thư của cả một đất nước thực sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Đó chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng và Nhà nước. Chiến tranh không phải là chỉ ở chiến trường, mà chiến tranh còn diễn ra ngay ở trong thời bình. Tổng Bí Thư đã từng nói, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Chúng ta nhìn thấy kết quả này ở những năm gần đây, việc Đảng và Nhà nước cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu sớm, bố trí công tác khác với những cán bộ diện trung ương quản lý. Bác Hồ từng dạy, trong hoàn cảnh đủ đầy này, những đầy tớ của nhân dân lại tiêu xài lãng phí, xa hoa, tích trữ cho bản thân, nhưng vung tay với tài sản công thì chính là có tội với dân, với nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại. Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên để cho người khác làm. Và dưới đây là tiểu sử về đồng chí Tổng Bí Thư mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, sinh ra ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng Bí Thư là giáo sư, tiến sĩ, chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, bác đã nhận được rất nhiều khen thưởng. Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp văn hóa, huy chương vì sự nghiệp báo chí, huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12 và tham gia vào Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Quá trình công tác của Tổng Bí Thư năm 1967 đến năm 1968 là cán bộ phòng tư liệu tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Năm 1968 đến năm 1973, cán bộ biên tập ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Năm 1973 đến năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chi ủy viên. Năm 1976 đến năm 1980, cán bộ biên tập ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Năm 1980 đến năm 1981, học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1981 đến năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa xây dựng Đảng, Học viện Hàn Lâm, khoa học xã hội Liên Xô. Năm 1983 đến năm 1989, phó ban xây dựng Đảng, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư Đảng ủy, rồi bí thư Đảng ủy, cơ quan tạp chí Cộng sản. Năm 1989 đến năm 1990, ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1990 đến năm 1991, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1991 đến năm 1996, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1994 đến nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1996 đến năm 1998, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban, cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Năm 1997 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1998 đến năm 2000 phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng. Năm 1999 đến năm 2001 tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Năm 1998 đến năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách công tác lý luận của Đảng. Năm 2000 đến năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Từ năm 2002 đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Từ năm 2006 đến năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Năm 2011 đến nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 11, 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Năm 2013 đến nay, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2016 đến nay, tham gia vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Vì sao chống tham nhũng quyết liệt như vậy, nhưng căn bệnh trầm kha này vẫn có vẻ ngày thêm nặng. Số đối tượng trong một vụ án, số tiền đưa, nhận hối lộ, khủng chưa từng thấy. Mấy năm trước, một cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3 triệu đô, dư luận đã thấy số tiền quá lớn. Nhưng bây giờ, Đỗ Thị Nhàn, vốn là cục trưởng, thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu đô, tương đương với 130 tỷ đồng. Chỉ một thư ký của thứ trưởng cũng đã nhận hối lộ lên đến hơn 42 tỷ đồng. Thật khủng khiếp. Chống tham nhũng tiêu cực là việc khó, nhạy cảm nhưng không có nghĩa là không làm được. Khi toàn đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyết tâm cao, thật sự không còn vùng cấm, tin rằng thứ tệ nạn này nhất định sẽ bị đẩy lùi. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã phát huy được những hiệu quả rất rõ rệt. Hãy cùng điều cần biết, theo dõi 6 đại án tham nhũng tiêu cực lớn trên một số lĩnh vực. Vụ thứ nhất đó là công ty Việt Á, sai phạm trong lĩnh vực y tế. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực y tế, chuyên môn sâu. Trong vụ án này, các cơ quan đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can, trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy, một Thứ trưởng, một Trợ lý Phó Thủ tướng và nhiều cán bộ, cấp vụ, cục, lãnh đạo các tổ chức cơ sở y tế địa phương. Thứ hai, vụ án tại tập đoàn FLC thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Đến nay, các cơ quan đã khởi tố một vụ án, 21 bị can, đồng thời kết luận điều tra giai đoạn 1, đề nghị truy tố. Thứ ba, xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh là điển hình sai phạm trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Các cơ quan đã đưa ra kết luận điều tra, ban hành báo cáo truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ thứ tư liên quan đến công ty AIC sai phạm trong đấu thầu, đấu giá. Vụ án liên quan đến công ty AIC là điển hình sai phạm trong đấu thầu, đấu giá, đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ đại diện tỉnh ủy quản lý. Thứ năm, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đại án này, các cơ quan đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. Thứ 6, vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm. Vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương là điển hình cho sai phạm về tham nhũng vặt có tính hệ thống kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Những điểm sáng trong điều tra và xử lý tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, lần đầu tiên đã khởi tố điều tra truy tố tội tham ô tài sản ngay cả đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước.
đó là bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng lần đầu tiên điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả những đối tượng đang bỏ trốn. Đặc biệt trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô mà Trương Mỹ Lan hối lộ để làm quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Từ đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, Phó Ban Nội chính Trung ương cũng cho hay, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm trong các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chủ trương được áp dụng đúng, không bị lợi dụng, làm sai, làm lệch để bỏ lọt, đảm bảo tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo bị Bác Trọng cho vào lò? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật, và sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, nhìn lại chặng đường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực là vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp giữa đồng bộ xây và chống, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục, giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Thời gian gần đây, đối với các vụ án kinh tế, chức vụ tham nhũng xảy ra với một số tiền thiệt hại rất lớn, đặc biệt lớn, hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực lớn bị xử lý trong thời gian qua, chẳng hạn như vụ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là công ty AIC, vụ chuyến bay giải cứu, vụ kit test Việt Á, hay là vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Tân Hoàng Minh, hay là tập đoàn FLC, hàng loạt các cán bộ cao cấp lần lượt bay ghế và phải chịu những hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật Việt Nam về những vụ án tham nhũng lớn với con số lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng bị Bác Trọng cho vào lò đốt tham nhũng một cách triệt để, không khoan nhượng, không ngoại lệ, không có vùng cấm. Mới đây nhất là vụ việc ông Võ Văn Thưởng xin từ chức Chủ tịch nước khi mới nhận chức được hơn một năm vì nhiều lý do nên phải chịu trách nhiệm. Vậy sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo mà Bác Trọng cho vào lò? Những nhân vật tầm cỡ nào đang bị rơi vào tầm ngắm? Mới đây nhất, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 thực hiện các nội dung cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Một năm qua, cả nước đã chứng kiến rất nhiều đại án làm chấn động cả nước. Thứ nhất, kỷ lục về số tiền đưa và nhận hối lộ.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Nữ đại gia này bị cáo buộc sử dụng hệ sinh thái khoảng 1.000 công ty để lập khống các hợp đồng tín dụng, rồi rút 1 triệu tỷ đồng ra khỏi ngân hàng SCB, từ đó chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng tiêu dùng cá nhân. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan đã chi rất nhiều tiền và quà tặng giá trị cho toàn bộ 18 thành viên của đoàn thanh tra, trong đó lót tay bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 5,2 triệu đô tương đương với gần 130 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của các cựu quan chức. Vụ án thứ hai, ba cựu ủy viên Trung ương hầu tòa, đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông qua thư ký của mình để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ với tổng số tiền là 2,25 triệu đô tương đương với 51,1 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lĩnh án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 200.000 đô. Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lĩnh án 5 năm tù. Hay vụ chuyến bay giải cứu, vụ án có 25 bị cáo là các quan chức cấp cao, cán bộ được giao các trọng trách thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, các chuyến bay combo đưa công dân về nước đã cố tình nhũng nhiễu gây khó khăn để nhận hối lộ của các doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hay vụ thứ tư đó là vụ cha con của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thao túng trái phiếu lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Hay là vụ việc Trịnh Văn Quyết FLC thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng. Đây đều là những vụ đại án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận đều đã được đưa vào xét xử, từ đó thấy được sự kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thấy được sự nhất quán của người đứng đầu đảng ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.